Camera an ninh đã ghi lại một cảnh bắt cướp gây cứng như phim hành động trong một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường 13 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ba thanh niên lao vào khống chế một tên trộm xe máy và phối hợp bắt giữ tên trộm nhanh gọn đến mức nhiều người dân trong con hẻm vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ trưa 25 tháng 7 năm 2022, hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào con hẻm 1244 Lê Đức Thọ. Khi đi ngang qua cửa hàng bán giày, phát hiện có xe máy dừng phía trước nên kẻ gian chú ý. Một người đứng cảnh giới, một người đi lại gần dùng đoạn bẻ khóa xe. Kẻ gian leo lên xe máy vừa bẻ khóa được chạy đi, thì ba người bên trong cửa hàng bán giày lao ra vây bắt khống chế. Không có ai bị thương trong lúc giằng co với kẻ trộm. Riêng đối tượng đi chung, kẻ trộm đã kịp tẩu thoát. Chủ nhân chiếc xe cho biết chiếc xe được anh mua với giá 17 triệu đồng mới chỉ chạy được 6 tháng. Kẻ trộm xe sau đó được bàn giao cho công an phường xử lý. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, một đại diện công an quận góp Vấp xác nhận có vụ việc và đang tạm giữ nam thanh niên để điều tra làm rõ.